Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện làng Chuyện bản của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta sống trong thời buổi tấc đất tấc vàng, khi nhiều vùng, nhiều địa phương trở thành điểm nóng, thậm chí là đi vào bế tắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, thì câu chuyện về những ngôi làng, thôn bản, nơi có những bà con dân tộc thiểu số sẵn sàng hiến đất cho nhà nước thật đáng trân quý. Những mảnh vườn, mảnh ruộng bà con đang trồng trọt, cấy hái, thế nhưng khi được chính quyền kêu gọi hiến đất cho các công trình công ích như làm đường, làm nhà văn hóa, thì đồng bào sẵn sàng cắt đi một phần đất của gia đình. Chúng ta sẽ cùng đến với những tấm lòng cao cả như thế nơi miền biên cương của Tổ quốc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, để xem câu chuyện hiến đất ở đây đã trở thành một phong trào rộng khắp như thế nào. Bình Liêu, một ngày mới. Ruộng ngô xanh mướt này là của gia đình chị La Thị Ninh, người dân tộc Tày. Sinh ra và lớn lên tại nơi biên cương nhiều nắng gió của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, chị Ninh gắn bó cả cuộc đời mình với nghề nông. Cánh đồng này một năm chị trồng một vụ lúa, để có thêm thu nhập cho 6 đứa con ăn học, chị thường trồng thêm ngô khoai gối vụ. Công việc nhà nông vốn nặng nhọc, nhưng đó là nguồn sống, là nơi mang lại niềm vui cho người phụ nữ dân tộc Tày này, bởi những vụ được mùa. Chỉ ít ngày nữa thôi thì ruộng ngô sẽ được thu hoạch. Ngoài việc để dự trữ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, còn lại đem bán, chị cũng thu về hàng chục triệu đồng. Số tiền này với nhiều người có thể không lớn, nhưng với gia đình chị Ninh cũng giúp chị có thêm khoản tích góp, lo đóng học phí hay mua thêm sách bút cho các con. Sống nhờ nghề nông, đất đai, ruộng vườn gắn bó với mình như máu thịt vậy. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương cần sự chung tay của bà con, cần bà con hiến đất làm đường, gia đình người phụ nữ dân tộc Tày này đã sẵn sàng cắt một phần diện tích đất ruộng của mình. Lý do để gia đình chị chủ động thực hiện chủ trương của nhà nước cũng giản dị như chính con người chị vậy. Có con đường thì dân mình thì mới phát triển được. Nếu mà không có con đường đi thì xe cộ không đi được thì dân càng đi khổ. Cái gì cũng phải gánh vác hết. Nhưng mà có con đường rồi thì mình có xe, có đấy thì mình đi làm dễ dàng hơn. Con đường bê tông kiên cố, vững chãi, đưa bước chân người nông dân ra đến tận cánh đồng. Trên chính con đường này có một phần gia tài của gia đình chị La Thị Ninh. Và giờ đây, gia tài lớn hơn mà chị cùng gia đình đã nhận được đang từng ngày hiện hữu nơi miền núi này. Chính là niềm vui khi thấy được cuộc sống chung của các gia đình trong thôn đã đỡ phần vất vả. Hiến đất cho mọi người được đi không phải là riêng gia đình mình mà cả thôn, cả xóm ai cũng được đi hết. Góp một phần công sức cho thôn bản và cũng cho gọi là cho xã hội rồi. Gia đình mình cũng vui thôi. Không chỉ hiến đất ruộng, chính mảnh vườn trước sân nhà cũng đã được gia đình chị Ninh hiến một phần để làm đường giao thông nối liền thôn xóm. Việc bà con chủ động hiến đất nơi miền biên cương này không chỉ thể hiện tấm lòng của bà con sẵn sàng phục vụ lợi ích chung của xã hội, mà hơn thế, đây cũng là sự thành công của chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai các chính sách, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc các giải pháp một cách cởi mở, khách quan. Bình Liêu hôm nay tự hào vì huyện đã hoàn thành việc xây dựng đường bê tông nối liền hơn 100 thôn bản. Chiến dịch 45 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án công trình triển khai năm 2022 của huyện đã thu hút sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Từ đó đẩy nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện hoàn thành các dự án công trình công ích trên địa bàn. Sự chung sức của bà con đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn Bình Liêu. Trong đó, người dân là chủ thể, là người thực hiện và cũng là người thụ hưởng. Hiến đất tại Bình Liêu đã thực sự trở thành cuộc vận động ích nước lợi nhà mà người gần dân nhất, không ai khác, chính là vai trò của các bí thư kiêm trưởng thôn. Sau khi nhận được cái chủ trương của cấp trên vận động, tức là hỗ trợ làm được nông thôn mới ấy, thì vai trò của tôi là bí thư trưởng khu và tôi đã tổ chức cái ban công tác mặt trận và để họp bàn bạc và họp dân xong rồi thống nhất là sẽ hiến đường làm đường nông thôn để vào những cái khu vực sản xuất và những cái đường ngõ ngách để tạo thuận tiện cho bà con đi lại lao động sản xuất. Nhiều hộ người ta cũng nhiệt tình, rất là nhiệt tình hiến đất.
Gia đình làm nghề nông, nuôi được 6 đứa con ăn học là cả một sự nỗ lực lớn với biết bao chắt chiu tiết kiệm. Đất đai của gia đình nếu giữ cho riêng mình có thể mang lại thêm nguồn lợi, nhưng chị Ninh cùng chồng đã đồng thuận hy sinh một phần lợi ích cá nhân ấy. Chị Ninh cũng như người dân nơi đây đang từng ngày chứng kiến sự đổi thay, phát triển về kinh tế xã hội của địa phương nhờ những công trình công ích mang lại. Năm 2022, trong tổng số 171 hộ nghèo đăng ký được hỗ trợ xây nhà, thì huyện đã xây được cho 170 hộ. Cũng trong năm 2022, số hộ thoát nghèo của Bình Liêu đã vươn lên con số 385 hộ, bằng 134% kế hoạch của tỉnh, huyện giao từ đầu năm. Số hộ cận nghèo thoát cận nghèo đạt tới 545% kế hoạch được giao từ đầu năm. Kết quả triển khai các bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cho đến nay, Bình Liêu đã có 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt tiêu chí văn minh đô thị. Phong trào hiến đất làm các công trình phúc lợi giờ đây đã trở thành phổ biến ở Bình Liêu. Bà con nơi đây tự hào vì hành động của mình và những hành động đẹp thì luôn cần sự lan tỏa. Thôn Ngàn Vàng Trên ở xã Đồng Tâm có đường giao thông to đẹp mà ô tô cũng có thể đến với từng nhà dân. Trên con đường to đẹp ngày hôm nay có một phần diện tích đất hiến của gia đình ông Chiếu Văn Sành, người dân tộc Giao. Con đường này những năm trước đây vốn là đường đất, ngày mưa đi lại là điều vô cùng khó khăn với bà con nơi đây. Thực hiện chủ trương của chính quyền mà không đắn đo nhiều, gia đình ông đã hiến khoảng 1.000 mét vuông. Mảnh đất gia đình vốn đang để trồng hồi, trồng quế. Tôi không suy nghĩ hay đắn đo nhiều đâu, bởi vì mình vì lợi ích chung. Con đường đi thì vận chuyển nông sản của bà con, rồi chính nhà mình cũng thuận lợi hơn mà. Nhìn con đường đẹp mà nhà nước làm thì thôn mình cũng đẹp hơn. Tôi thấy vui lắm. Không chỉ với riêng thôn Ngàn Vàng Trên, ở huyện Bình Liêu này, hiến đất giờ đây đã trở thành hiệu ứng xã hội, lan tỏa đến từng thành viên trong mỗi gia đình. Gia đình này với gia đình kia, họ vận động, thuyết phục lẫn nhau, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao. Từ đó, phong trào hiến đất làm các công trình phúc lợi xã hội được thực hiện theo hình thức hoàn toàn tự nguyện. Khi bà con hiểu rằng việc mình làm mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, thì bà con sẵn sàng ủng hộ. Nhà nước bảo đất của nhà nước cũng hiến cho làm đường đi cho bạn bè đi. Bây giờ nó thì đào hết cái cây này thì nghèo tiền một tí thôi. Huyện miền núi Bình Liêu những năm gần đây lấy cây hồi cây quế là cây trồng chủ lực giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Thậm chí nhiều gia đình còn vươn lên thoát nghèo nhờ các loại cây này. Khi thực hiện chủ trương của nhà nước, cần tinh thần tự nguyện hiến đất của bà con để xây dựng các công trình công ích, nhiều gia đình đồng bào ở Bình Liêu đã hiến đất trên chính diện tích đang trồng quế, trồng hồi của mình. Gia đình anh Tăng Giảo Lông chỉ là một ví dụ khác trong số rất nhiều gia đình đã hiến đất ở nơi biên cương này. Toàn bộ khu đất của nhà văn hóa ngày hôm nay chính là mảnh đất gia đình anh Tăng Giảo Lông hiến cho nhà nước. Khu đất này nếu tiếp tục để trồng hồi trồng quế thì mỗi năm cũng giúp gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, không vì nguồn lợi của riêng gia đình, anh tự nguyện góp một phần nguồn lực với mong muốn làm giàu đẹp hơn cho bản làng của mình. Mình sinh hoạt thể thao thể dục, Tết đây vẫn thể thao cả khe bốc, tất cả mình khu mình cả ngân mèo, lộ hồ nước vẫn sang xem vui chơi của chiến dân mình ạ. Cảm thấy vui, cảm thấy nhất vui. Tết rất vui, kể cả ăn uống bánh kẹo này, xong là đá bóng, trò chơi đá cầu, xong sân ở đá cầu ngoài này đá bóng cho trẻ con, trẻ em đấy, nó đi Tết chơi vui xuân đấy. Để có được nhà văn hóa khang trang như ngày hôm nay, gia đình anh Lồng đã hiến khoảng 500 mét vuông đất, chưa kể một phần đất anh còn hiến để làm đường liên thôn. Gia đình có 6 người, thu nhập hoàn toàn trông vào cây quế, cây hồi. Thực hiện chủ trương của nhà nước, anh Lồng cùng bà con tự nguyện hiến đất. Các bà con vận động đất thì chân này cũng rất dễ dàng. Bởi vì bà con còn thiếu nhiều cái vấn đề đường này. Nhà văn hóa này thì bà con chân này thiếu nhiều bây giờ đấy. Bây giờ đầu tư, nhà nước đầu tư thì bà con rồi vận động thì cũng dễ dàng. Đảng nhà nước quan tâm
thì mình mới vận động bạn mới họp nhân dân là tạo điều kiện để tạo con đường lại nhà văn hóa cho mình rất thuận lợi về cái dễ dàng đi lại, vừa thuận lợi hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và con đi lại nó dễ dàng thì bà con rất ủng hộ rất cao. Với quyết tâm dù chỉ có vài mái nhà giữa cánh đồng thì đường giao thông cũng đến tận nhà cho dân. Công cuộc hoàn thiện đường giao thông liên thôn bản ở Bình Liêu không chỉ giúp thay đổi diện mạo một vùng quê, mà hơn thế, đây còn là yếu tố quan trọng giúp bà con phát triển kinh tế. Ngày mới đến, những đứa trẻ là con em đồng bào Giao, Tày, Nùng vui bước tới trường trên những con đường bê tông thẳng tắp. Con đường đẹp ngày hôm nay có một phần công sức đóng góp của chính bà con thôn bản. Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tự hào vì họ là những người đã chủ động làm nên những con đường của tương lai. Để có thể đạt được tiêu chí là huyện chuẩn nông thôn mới, huyện Bình Liêu có tổng số 18 dự án công trình với 136 hộ gia đình đã tham gia hiến tổng diện tích đất là 3,7 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, nhân dân tham gia hiến đất và tài sản trên đất ước tính là hơn 1,8 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân Bình Liêu trước những chủ trương quyết sách của chính quyền. Đời sống của bà con vùng biên cũng còn nhiều vất vả. Thế nhưng khi mà bà con hiểu được lợi ích lâu dài từ các công trình công ích và hơn hết, bà con hiểu rằng xây dựng bản làng còn có trách nhiệm của chính bà con, thì việc hiến đất đã nhanh chóng trở thành phong trào lớn. Trong những năm gần đây, huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội hóa cao tại nhiều địa phương. Có được kết quả đó là nhờ các địa phương đã có nhiều cơ chế chính sách hợp lòng dân trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng, đồng thời hệ thống chính trị ở cơ sở cũng đã làm tốt công tác dân vận khéo. Huyện Bình Liêu có được những kết quả khả quan như ngày hôm nay cũng là nhờ có những cách làm hiệu quả riêng. Hãy cùng xem là chính quyền và người dân nơi đây đã làm thế nào để công cuộc hiến đất được lan tỏa rộng đến như thế. Ở huyện Bình Liêu có đường giao thông kết nối đến tất cả các thôn bản. Và theo tôi thì điều mà làm được nên điều kỳ diệu đấy thì là trước hết là sự chỉ đạo sát sao từ tỉnh xuống huyện và đến các cấp. Sau nữa, một cái điều rất là quan trọng là sự đồng thuận của đồng bào, của nhân dân. Bởi vì nhân dân hiểu rằng là khi mà có con đường như thế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển rất là nhiều. Huyện thì cũng thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động từ cán bộ huyện, các mặt trận tổ quốc đoàn thể và xuống đến xã và thôn. Và thứ hai thì một số thôn bản thì ban đầu thì bà con cũng chưa vào ngay đâu. Thế thì phải là phát huy cái vai trò từ bí thư trưởng thôn bản, mặt trận tổ quốc cũng như là đặc biệt người uy tín, thầy mo thầy cúng là có uy tín trên địa bàn để tuyên truyền vận động. Và cán bộ của huyện cũng trực tiếp xuống những thôn bản nào mà hưởng ứng tốt và tham gia thì chúng tôi triển khai thực hiện trước, để sau đó thì các thôn bản khác học tập làm theo. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hiến đất ở Bình Liêu, Quảng Ninh cũng chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ của người dân cùng chính quyền trước những khó khăn chung. Đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bình Liêu ngày hôm nay không chỉ tự hào vì đời sống nhân dân đang ngày một nâng cao, mà hơn thế, đó còn là niềm tin của nhân dân vào các cấp quản lý. Tới đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Chuyện làng chuyện bản ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.